Cô chào các em. À, cô. Nay mình đang sẽ học thêm một số cái phần lý thuyết mới nhé. Cái phần này các em có thể đọc ở nhà. Nghĩa là cô chỉ nói qua để các em nắm được, phân biệt được một số cái khái niệm ở đây là thôi nhé. Nay chúng ta sẽ xem xét các cái thành phần liên quan đến kiến trúc và hạ tầng của một cái kho dữ liệu, phân biệt xem là hai cái Cô phần này xin nó khác người đọc nhau ở cái bài gì. câu hỏi. Đầu tiên là thành cái phần kiến trúc của các cái kho dữ liệu. Thì theo như các cái bài trước thì là chúng ta đã chia cái kho dữ liệu ra làm các cái building blocks khác nhau, các cái khối công việc khác nhau, từ lấy dữ liệu đầu vào cho đến chuẩn bị dữ liệu, tạo kho dữ liệu và đưa ra các cái thông tin cho người dùng phân tích. Thì cái thành phần kiến trúc thì nó có nghĩa là gì? Kiến trúc thì xem là kiến trúc sẽ là bao gồm tất cả những cái yếu tố mà liên quan đến cái kho dữ liệu của ta, của chúng ta, liên quan đến những cái hàm, những cái quy tắc liên quan đến cái thủ tục, các cái chức năng và cho phép cái kho dữ liệu của chúng ta hoạt động và đáp ứng được các cái yêu cầu của hệ thống, yêu cầu của doanh nghiệp. Như vậy là kiến trúc một cái cơ bản thì nó sẽ bao gồm, thứ nhất là dữ liệu, bản thân dữ liệu là ở đâu, và cái dữ liệu đấy được lưu dưới cái cấu trúc của cơ sở dữ liệu như thế nào, hay là khi mà chúng ta cần lấy cái dữ liệu từ các cái nguồn thì cái dữ liệu đấy là nó lấy từ các cái nguồn nào, cấu trúc dữ liệu của các nguồn, và ngoài cái việc cấu trúc dữ liệu của các cái nguồn thì chúng ta còn cần quan tâm đến cái cách thức mà chúng ta cần để lấy cái dữ liệu đấy. Thì cái kiến trúc của một cái kho dữ liệu chia làm 3 khu vực chính là data acquisition, data storage và cái information delivery. Data acquisition ở đây là chúng ta bao gồm hai cái thành phần trong cái khối building blocks ban đầu mà chúng ta đã chia, là chúng ta có dữ liệu nguồn này, cái data stitching là nơi xử lý dữ liệu trung gian, cái data storage là nơi chúng ta lưu trữ dữ liệu, hay nói cách khác chính là cái kho dữ liệu của chúng ta, và cuối cùng là cái khối information delivery để đưa ra thông tin cho người dùng. Thế từ cái building blocks như vậy thì người ta chia cái khối đấy làm 3 khu vực chức năng chính là data acquisition thì bao gồm dữ liệu nguồn và cái nơi chúng ta tiền xử lý dữ liệu là nó nằm ở trong cái khối data acquisition. Data storage thì là bao gồm những cái gì liên quan đến nơi chúng ta lưu trữ dữ liệu, hay nói khác là kho dữ liệu của chúng ta, và còn lại là cái khối information delivery. Ngoài ra chúng ta có khối management and control là cái khối mà để kiểm soát cái hoạt động của kho dữ liệu, hay là chúng ta giống như là quản trị cái kho dữ liệu vậy. Ở đây nhìn vào cái chỗ này thì chúng ta thấy là trong cái phần data acquisition thì chúng ta sẽ cần phải xác định xem là dữ liệu nguồn chúng ta lấy từ đâu, chọn những cái nguồn dữ liệu nào, rồi thì chúng ta cần phải xem là các cái phương thức hay là các cái hàm mà chúng ta cần sử dụng để chúng ta lấy dữ liệu nguồn là gì, và sau khi
lấy được dữ liệu nguồn thì chúng ta đưa cái dữ liệu đấy vào trong cái data stream. Thì cái data stream này là dưới dạng như thế nào? Chúng ta lưu dưới dạng file, dữ liệu trung gian dưới dạng file, hay là chúng ta lưu dưới dạng một cái kho dữ liệu trung gian để chúng ta tiền xử lý ở đây. Thì chúng ta cần phải thực hiện các cái thao tác gì trong các cái khối data stream này? Đấy là chúng ta sẽ cần phải chuẩn cái phần đó là chúng ta sẽ phải xác định ở trong cái khối là data acquisition này. Tương tự là data storage thì chúng ta sẽ cần phải xác định cái cấu trúc của các cái kho dữ liệu của chúng ta, nó là một cái kho dữ liệu cho toàn bộ doanh nghiệp hay là nhiều cái kho. Được tích hợp lại với nhau trong một cái kho dữ liệu tổng thể cho toàn bộ doanh nghiệp. Của Information Delivery thì là chúng ta sẽ cần có các cái hàm, các cái chức năng, các cái cách thức để cho phép người dùng có thể phân tích được cái dữ liệu trong chỗ này. Ở đây là cái phần cái kho dữ liệu được tổ chức lại dưới dạng là multi-dimensional database, tức là cái dữ liệu được lưu trữ dưới dạng mảng đa chiều, rồi sau đấy là người dùng sẽ phân tích dữ liệu từ đấy ra. Thế còn trong cái data storage thì là dữ liệu vẫn đang được lưu trữ dưới dạng là mảng, dưới dạng là cái bảng quan hệ, các bảng quan hệ với nhau thông qua quá trình phóng lại. Sau đấy là để phân tích thì chúng ta mới bắt đầu chuyển cái dữ liệu với dạng quan hệ sang cái dữ liệu dưới dạng là multi-dimensional database, là cái mảng đa chiều. Vì cái mảng đa chiều này nó hỗ trợ cho người dùng phân tích một cách dễ dàng hơn so với là phân tích dữ liệu trực tiếp từ cái dữ liệu dưới dạng quan hệ. Và chỗ này thì sẽ cần phải có các cái hàm, các cái thủ tục hay là các cái ứng dụng để cho phép người dùng có thể khai phá dữ liệu, phân tích dữ liệu hay là viết các cái câu truy vấn, tạo báo cáo từ cái dữ liệu trong cái kho dữ liệu của người ta. Trong một cái kho dữ liệu chúng ta sẽ có các cái thành phần riêng biệt. Chúng ta sẽ cần phải xem là cái kho dữ liệu của chúng ta nó có các cái đặc điểm nào. Cái kiến trúc của kho dữ liệu nó sẽ có các cái đặc điểm nào. Cái đầu tiên đấy là cái kho dữ liệu nó sẽ có phạm vi hoạt động. Các cái kho dữ liệu khác nhau nó sẽ có các cái phạm vi hoạt động khác nhau, bởi vì là cái kho dữ liệu của chúng ta được thiết kế để cho các cái nhóm người dùng khác nhau thực hiện các cái việc, các yêu cầu phân tích, tạo báo cáo khác nhau. Và mỗi một nhóm người dùng thì sẽ có nhu cầu để về các cái số liệu dimension hay là các cái measure khác nhau, yêu cầu về các cái định dạng báo cáo khác nhau, hay là cái mỗi một nhóm người dùng thì nó sẽ có thể là có nhiều nhóm người dùng có cùng cái yêu cầu phân tích, có thể là một nhóm người dùng có nhiều cái yêu cầu phân tích ở thuộc các cái lĩnh vực khác nhau. Thì khi mà chúng ta xác định cái phạm vi, để xác định được phạm vi của cái kho dữ liệu thì chúng ta cần phải xem là người dùng, ngoài cái việc là xem rằng người dùng mong muốn cái gì, thì chúng ta xác định được cái giống như là cái information package mà các em đã xác định từ buổi trước, là các em xác định được là người dùng mong muốn gì, cần phải lưu các cái measure nào hay cả các cái dimension nào. Ngoài cái việc là chúng ta xác định cái yêu cầu của người dùng ra thì chúng ta còn phải xem là với những cái yêu cầu của người dùng như vậy thì trên cái hệ thống là có các cái dữ liệu nguồn nào. Và những cái dữ liệu nguồn nào thì
có thể phù hợp để đưa vào trong cái kho dữ liệu của chúng ta. Chúng ta sẽ lấy từ bao nhiêu hệ thống operational, chúng ta có cần phải thêm các cái thông tin, các cái dữ liệu mà không nằm trong các cái cơ sở dữ liệu thông thường hay không, giống như là các cái dạng là file text hay là file cái bảng tính chẳng hạn, nó cần phải thêm vào hay không, hay là chúng ta có cần phải tích hợp với các cái nguồn dữ liệu ở bên ngoài hay không. Ví dụ như là trong cái kho dữ liệu của chúng ta, người dùng có những cái yêu cầu phân tích cụ thể nào đấy mà cái dữ liệu nguồn của chúng ta chưa có cái loại thông tin đó chẳng hạn, thì có thể là chúng ta sẽ cần phải tìm xem là cái dữ liệu như vậy có thể tìm được các nguồn bên ngoài hay không. Nếu mà có thì chúng ta sẽ cần phải tích hợp vào trong cái kho dữ liệu của chúng ta. Về mặt là nội dung của dữ liệu thì cái dữ liệu ở trong kho của dữ liệu của chúng ta là chỉ đọc, read only. Chỉ đọc ở đây nghĩa là đối với người dùng cuối, là cái người mà phân tích cái kho dữ liệu của chúng ta, thì họ sẽ chỉ đọc cái dữ liệu, lấy dữ liệu từ kho dữ liệu của chúng ta ra để phân tích thôi. Đây là chúng ta nói là chỉ đọc, là chỉ đọc với người dùng cuối sử dụng kho dữ liệu nhé. Chứ còn bản thân chúng ta thì rõ ràng là chúng ta có những cái thao tác đưa dữ liệu vào bên trong kho dữ liệu, chúng ta có những cái thao tác có thể là phải sửa các cái thuộc tính hay là xóa một số các cái thông tin nào đấy từ trong cái kho dữ liệu đi. Thì đối với chúng ta khi mà trong cái quá trình chúng ta thực hiện hàng ngày, chúng ta lấy dữ liệu từ cái cơ sở gốc, chúng ta đưa ra cái kho dữ liệu, thì những thao tác đấy đều có thể là thêm sửa xóa. Thế còn khi mà chúng ta nói là read only ở đây là read only đối với người dùng cuối mà thôi, tức là cái người sẽ sử dụng cái kho dữ liệu của chúng ta sau này, thì người đấy sẽ chỉ lấy dữ liệu từ kho dữ liệu của chúng ta ra để phân tích mà thôi. Lý do đơn giản là cái dữ liệu trong cái kho dữ liệu của chúng ta là cái dữ liệu tổng hợp được từ cái kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong quá khứ và chúng ta đưa vào trong cái kho dữ liệu. Ví dụ như là chúng ta đo được là cái số lượng bán được của sản phẩm A trong ngày hôm qua là 100 sản phẩm chẳng hạn. Thì cái con số 100 đấy là cái con số phản ánh cái số liệu kinh doanh thực liên quan đến cái sản phẩm A đó. Thì chúng ta sẽ không, hay là cái người dùng cuối thì sau khi đọc, lấy thông tin đọc được là cái sản phẩm A đấy là có số lượng bán được ngày hôm qua là 100, thì họ cũng không có lý do gì là họ phải sửa cái số liệu kinh doanh đấy của chúng ta đi cả. Nếu mà họ sửa đi tức là họ đang làm sai dữ liệu, mà dữ liệu không tốt thì sẽ dẫn đến là cái việc phân tích dữ liệu của chúng ta sẽ đưa ra được các cái kết luận sai lầm và có thể đưa ra dẫn đến các cái quyết định sai lầm liên quan đến dữ liệu. Đấy là cái nội dung của dữ liệu, kho dữ liệu nhé. Nó là read only đối với cái người dùng cuối. Thế ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải chú ý nữa là cái dữ liệu ở trong kho dữ liệu của chúng ta là chúng ta cần lưu toàn bộ cái lịch sử hoạt động của doanh nghiệp từ trước đến nay, chứ chúng ta không chỉ lưu trong một khoảng thời gian ngắn. Và ví dụ như là một doanh nghiệp đã hoạt động 30 năm rồi chẳng hạn, ở trong cái cơ sở dữ liệu customer thì họ sẽ chỉ giữ một cái số lượng dữ liệu gần đây nhất mà thôi, là những dữ liệu mà họ phải tương tác hàng ngày để giảm cái kích thước của cơ sở dữ liệu operational và giúp cho các cái thao tác truy cập vào cơ sở dữ liệu operational nó sẽ nhanh hơn. Vì là cái cơ sở operational mục đích là phục vụ các cái thao tác hàng ngày của doanh nghiệp, cho nên là các cái thao tác đó cần phải được thực hiện nhanh thì nó mới phù hợp, thuận tiện cho người dùng trong quá trình sử dụng cái hệ thống đấy. Thì chính vì vậy mà cái dữ liệu trong cơ sở dữ liệu operational có thể là chỉ là một phần cái dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp mà thôi. Thì tuy nhiên là trong cái cơ sở dữ liệu, cái kho dữ liệu để người dùng có thể phân tích được các cái xu hướng trong quá khứ hay là liên hệ với hiện tại, thì chúng ta cần phải lưu
các cái thông tin về lịch sử hoạt động của doanh nghiệp trong cái phạm vi lớn hơn. Lúc đấy là chúng ta sẽ cần phải đưa dữ liệu vào trong cái kho dữ liệu đầy đủ hơn so với cái dữ liệu trong cơ sở professional. Và như vậy thì là cái kích thước của cái kho dữ liệu của chúng ta thông thường nó sẽ rất là lớn hơn rất là nhiều so với cái kích thước của cơ sở dữ liệu professional. Nhất là cái dạng mà chúng ta lưu, cái dạng khi mà chúng ta chuyển sang cái dữ liệu phân tích là đa chiều thì nó càng kích thước nó càng lớn hơn so với cái việc chúng ta lưu dưới dạng là cái sử dụng dữ liệu quan hệ. Chính vì vậy mà cái kiến trúc của cái kho dữ liệu sẽ cần phải đáp ứng được cái việc lưu trữ một lượng dữ liệu lớn. Ngoài ra thì khi mà chúng ta xác định cái kiến trúc của kho dữ liệu thì cái kiến trúc đó phải hỗ trợ, phải cho phép chúng ta phân tích được các cái câu phân tích hay là các cái yêu cầu phân tích phức tạp một cách dễ dàng hơn so với là khi chúng ta phân tích ở trong cái cơ sở dữ liệu original. Và sau này khi mà các em so sánh cái việc là các em viết một câu truy vấn trong cái cơ sở operational và viết một câu truy vấn tương tự hay cùng một cái yêu cầu trong cái kho dữ liệu thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều khi chúng ta viết trong cái kho dữ liệu của chúng ta. Và thông thường thì người dùng cũng không chỉ là muốn một cái câu truy vấn duy nhất, mà trong cái quá trình phân tích thì họ thường là xem kết quả của câu truy vấn này thì họ có thể là nảy sinh thêm một số yêu cầu về các cái báo cáo hay là các cái dữ liệu khác, và họ lại tiếp tục họ phân tích cái các cái thông tin như vậy. Thế như vậy là cái kho dữ liệu của chúng ta, là cái kiến trúc của kho dữ liệu sẽ cần phải hỗ trợ cho người dùng có thể phân tích được theo các cái mức chi tiết khác nhau, các cái dữ liệu khác nhau theo các cái dimension khác nhau. Ví dụ có thể là người này phân tích cái tổng số lượng bán theo sản phẩm và theo thời gian, người khác thì muốn phân tích cái số lượng bán theo sản phẩm và theo vị trí địa lý chẳng hạn. Đấy là phân tích theo các cái dimension khác nhau. Người ta cũng có thể phân tích ở các cái mức chi tiết khác nhau. Ví dụ như là ban đầu họ cũng quan sát là cái tổng số lượng bán của từng sản phẩm theo năm. Thế sau đấy là họ cũng quan tâm đến một cái năm cụ thể nào đấy chẳng hạn, thì họ sẽ lại xem chi tiết theo tháng, họ lại xem chi tiết theo ngày. Tức là họ có thể có lựa chọn xem được cái dữ liệu hay là phân tích được cái dữ liệu với các cái mức chi tiết khác nhau một cách dễ dàng, thuận tiện. Thì lúc đấy là nó sẽ tạo cho người dùng cái khả năng phân tích được các cái nhiều cái thông tin từ cái kho dữ liệu của chúng ta hơn. Cái yêu cầu tiếp theo của cái kiến trúc kho dữ liệu đấy là nó phải mềm dẻo và linh hoạt. Mềm dẻo và linh hoạt ở đây lý do là khi mà chúng ta tìm hiểu cái yêu cầu của người dùng mà ban đầu thì bản thân người dùng là người ta cũng đang ở cái giai đoạn là bắt đầu tìm hiểu cái việc sử dụng cái hệ thống kho dữ liệu như thế nào, và họ cung cấp cho chúng ta các cái thông tin. Ví dụ như là họ muốn phân tích các cái số liệu này theo các cái dimension khác nhau chẳng hạn, thì các cái thông tin mà họ cung cấp đấy là cái thông tin ban đầu. Bản thân người dùng cũng có thể có cái yêu cầu phân tích thay đổi theo thời gian, hoặc là ban đầu là họ chưa hình dung được hết tất cả những cái yêu cầu phân tích mà họ sẽ sử dụng trong cái kho dữ liệu của chúng ta. Thì có thể là trong sau khi mà họ đã được sử dụng cái kho dữ liệu, họ thấy được họ nắm được cái ý tưởng về các cái loại báo cáo mà họ có thể thực hiện, thì có thể họ sẽ có những yêu cầu thay đổi hoặc là thêm các cái thông tin vào cái kho dữ liệu của chúng ta chẳng hạn. Ví dụ như họ có thể yêu cầu là ngoài phân tích theo sản phẩm và theo thời gian
họ cần phân tích thêm theo vị trí địa lý và theo khách hàng. Đó. Thế thì hay là họ cần phân tích thêm, ngoài phân tích là cái số lượng, họ cần phân tích thêm cái lợi nhuận hay là phân tích thêm cái thành tiền. Đó. Thế thì như vậy là bản thân cái yêu cầu người dùng có thể thay đổi theo thời gian. Và như vậy cái kiến trúc cái kho dữ liệu của chúng ta, nếu mà thiết kế tốt thì nó phải đủ mềm dẻo để khi mà chúng ta muốn thêm các cái dimension mới hay là các cái measure mới vào trong cái kho dữ liệu của chúng ta thì chúng ta cũng có thể thêm được và nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái hệ thống. Thì đấy là cái yêu cầu về tính mềm dẻo và linh hoạt của cái hệ thống kho dữ liệu. Và cái đặc điểm cuối cùng của cái kho dữ liệu đấy là cái kho dữ liệu nó sẽ cần phải có lưu cái thông tin liên quan đến metadata, tức là các cái siêu dữ liệu hoạt động của cái kho dữ liệu nó sẽ ảnh hưởng có tốt hay không là cũng là một phần do cái metadata quyết định. Và cái metadata thì các em biết rồi, nó là cái dữ liệu mô tả về dữ liệu giúp cho những cái đối tượng người dùng mà tham gia vào cái hệ thống kho dữ liệu và việc cái xây dựng cái hệ thống kho dữ liệu đấy có thể hiểu được các cái thành phần khác nhau ở bên trong một cái kho dữ liệu và để hiểu được để họ có thể sử dụng đúng cái kho dữ liệu để có thể xây dựng đúng, phát triển đúng cái kho dữ liệu. Ví dụ như là chúng ta có một cái ở trong cái kho dữ liệu của chúng ta chẳng hạn, chúng ta có một cái là lợi nhuận. Thế nếu mà chúng ta không có cái định nghĩa thế nào là lợi nhuận, làm thế nào để chúng ta tính được cái lợi nhuận đấy, thì cái người dùng cuối có thể họ sẽ không hiểu là cái lợi nhuận mà chúng ta đưa ra trong cái hệ thống kho dữ liệu của chúng ta đấy, nó có đúng là cái lợi nhuận mà họ nghĩ hay không, là cái lợi nhuận mà họ mong muốn hay không. Có thể là khi mà họ yêu cầu chúng ta tính cái lợi nhuận là họ có cái thông thường là doanh nghiệp của họ đã có cái công thức để tính lợi nhuận rồi. Nếu mà cái trong cái kho dữ liệu của chúng ta không có cái mô tả về cái việc lợi nhuận đấy phải được tính toán như thế nào trong cái kho dữ liệu, thì thứ nhất là cái người mà xây dựng cái kho dữ liệu thực hiện cái việc là lấy dữ liệu từ nguồn và tính toán ra các cái lợi nhuận đấy đưa vào kho dữ liệu của chúng ta, nhưng mà họ không có cái mô tả đấy các cái về cần phải tính như thế nào trong cái metadata liên quan đến cái lợi nhuận, thì có thể là họ sẽ tính theo một cái công thức mà không đúng với cái mong muốn của người dùng cuối. Hay là khi mà người dùng cuối cần phân tích thì họ vì họ không có mô tả về cái lợi nhuận mà khách hàng mà cái đội phát triển cái kho dữ liệu đấy tính toán như thế nào, nên họ có thể họ cũng không biết được chắc chắn là liệu cái lợi nhuận mà doanh nghiệp mà cái kho dữ liệu đấy đưa cho họ cái kết quả nó có đúng như cái lợi nhuận mà họ nghĩ hay không, cái lợi nhuận mà họ mong muốn hay không. Thì chính vì vậy mà trong cái dự án kho dữ liệu chúng ta sẽ cần phải có các cái thông tin metadata để mô tả các cái thành phần khác nhau của cái kiến trúc kho dữ liệu để giúp cho người dùng có thể hiểu đúng cái kho dữ liệu và có thể phân tích được đúng các cái loại dữ liệu mà mong muốn, giúp cho cái đội phát triển có thể phát triển đúng cái kho dữ liệu và xây dựng đúng cái kho dữ liệu theo cái mong muốn của người dùng. Thì cái kiến trúc của kho dữ liệu nó sẽ phải hỗ trợ cho cái luồng dữ liệu ở trong cái hệ thống của kho dữ liệu. Nên chúng ta thấy cái mũi tên là hướng của cái luồng kho dữ liệu và cái của cái dữ liệu nó sẽ đi ở trong cái hệ thống của chúng ta. Bắt đầu từ dữ liệu nguồn có các cái loại dữ liệu nguồn khác nhau, dữ liệu nguồn lấy từ các nguồn bên ngoài,
dữ liệu nguồn lấy từ cái production, tức là cái cơ sở dữ liệu operational ở bên trong doanh nghiệp. Internal là các cái dữ liệu mà những cái người dùng ở bên trong doanh nghiệp đấy họ vẫn đang sử dụng. Ví dụ như là họ có thể sử dụng các file Excel để tính toán, họ có thể lưu các cái dữ liệu, các cái thông tin dưới dạng là các cái file riêng biệt trong máy của họ chẳng hạn. Nó không có cái thông tin đấy, nó không có trong cái cơ sở operational, thì có thể là chúng ta cũng cần phải đưa vào trong cái kho dữ liệu của chúng ta. Hay là chúng ta có cần phải lấy cái dữ liệu từ các cái dữ liệu đã lưu trữ hay không. Dữ liệu đã lưu trữ ở đây là cái dữ liệu được backup lại. Ví dụ như là doanh nghiệp hoạt động trong 30 năm thì họ chỉ giữ lại cái hóa đơn trong số 2 hay 3 năm gần đây nhất ở trong cái cơ sở operational mà thôi. Thế còn các cái dữ liệu cũ hơn thì họ backup lại, lưu vào một cái nơi nào đấy. Và cái dữ liệu backup đấy thì ta gọi là cái loại thứ tư này, cái archive. Tiếp theo là đến cái nơi chúng ta cần phải thực hiện tiền xử lý dữ liệu trung gian, data staging. Ở đây sẽ thực hiện các cái công việc như là chúng ta tính toán thêm một số các cái thuộc tính hay là một các cái số đo mà trước đây chưa có mà cần trong cái kho dữ liệu của chúng ta. Hay là chúng ta có thể phải xử lý các cái việc là dữ liệu bị lặp giữa các cái nguồn đầu vào khác nhau, hay là dữ liệu không nhất quán giữa các cái đầu vào khác nhau. Ví dụ như là cùng thông tin về khách hàng thì trong cái hệ thống A nó khác cùng thông tin về khách hàng A đấy, chúng ta biết chắc đấy là cùng một khách hàng trong hai hệ thống vì là có cùng cái số chứng minh nhân dân chẳng hạn. Thế tuy nhiên có một số các cái thông số, một số các cái thông tin khác nó khác nhau. Thế thì lúc đấy là chúng ta cần phải xử lý như thế nào? Chúng ta lấy thông tin ví dụ như là địa chỉ của khách hàng đấy chẳng hạn, ở trong hai hệ thống nó khác nhau, thế thì chúng ta sẽ lấy cái địa chỉ nào để đưa vào kho dữ liệu của chúng ta, thì cái đấy chúng ta sẽ cần phải xử lý ở trong cái phần data saving này. Và tiếp theo là dữ liệu sẽ đưa đi vào các cái data mart con hay là đưa vào cái kho dữ liệu cho toàn bộ cái doanh nghiệp. Cuối cùng là dữ liệu sẽ đi ra cho người dùng phân tích theo các cái tiêu chí khác nhau. Ở đây chúng ta có OLAP là cái online analysis processing, tức là cái phân tích, là phân tích người dùng sẽ là người phân tích trực tiếp dữ liệu từ cái kho dữ liệu của chúng ta để người dùng có thể phân tích được. Thì cái dữ liệu trong cái kho dữ liệu dưới dạng quan hệ ở đây, em nhớ là cái kho dữ liệu ở đây của chúng ta là vẫn là dữ liệu dưới dạng quan hệ nhé. Tuy nhiên là để người dùng có thể phân tích được thì cái dữ liệu dưới dạng quan hệ đấy phải được chuyển sang dưới dạng là cái dữ liệu multidimensional, là dữ liệu lưu dưới dạng là mảng đa chiều. Mỗi ô sẽ lưu một cái số liệu cụ thể để cho người dùng có thể phân tích theo các cái mức chi tiết khác nhau. Thì ở đây là chúng ta sẽ cần chuyển từ cái relational sang cái multidimensional và người dùng sẽ phân tích trực tiếp từ cái kho dữ liệu này. Hay là chúng ta cũng có thể vào tạo báo cáo, viết các câu truy vấn từ kho dữ liệu, hay là thực hiện sử dụng các cái công cụ data mining để cái công cụ khai phá dữ liệu để phân tích dữ liệu trong cái kho dữ liệu của chúng ta. Và chúng ta có cái khối là Management and Control. Thì cái khối này là cái module này là cái module quản lý và kiểm soát toàn bộ cái môi trường của kho dữ liệu. Và cái module này thì nó sẽ có hai chức năng chính, đấy là liên tục theo dõi tất cả các cái hoạt động đang diễn ra và ở trong cái kho dữ liệu, và thứ hai là có thể sẽ cần phải khôi phục các sự cố khi mà có sự cố xảy ra bên trong cái kho dữ liệu đó. Thì cái khối management control này nó sẽ phải kiểm soát tất cả các cái hoạt động của kho dữ liệu, các cái thành phần khác nhau.
Như vừa nãy chúng ta còn nói là cái kiến trúc của kho dữ liệu nó được chia làm ba cái khu vực chính là data acquisition, data storage và cái information delivery. Thì với mỗi một cái khối chức năng đấy thì cái kho dữ liệu này chúng ta sẽ cần phải xác định các cái hàm, các cái thủ tục hay là các cái thao tác cần thiết để chúng ta có thể thực hiện được các cái công việc yêu cầu với cái từng cái khu vực chức năng. Ví dụ như đây là khối khối data acquisition nhé. Thì ban nãy chúng ta đã nói là cái dữ liệu cái khối data acquisition này là nó bao gồm bao trùm hai cái khối chức năng chính là dữ liệu nguồn và data staging. Thì dữ liệu nguồn sẽ lấy chúng ta sẽ có một các cái dữ liệu từ các cái nguồn khác nhau. Các cái nguồn đấy thì nó có thể là được xây dựng trên các cái nền tảng khác nhau. Ví dụ như là có thể là sử dụng hệ điều hành khác nhau, hay là sử dụng cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau, hay là bản thân cái dữ liệu đấy nó cũng có định dạng ban đầu nó khác nhau, có thể là dưới dạng file text, có thể là file Excel, file XML, hay là trong các cái cơ sở dữ liệu SQL. Thế thì với cái dữ liệu vào đa dạng như vậy thì chúng ta sẽ cần có các cái cách thức khác nhau để lấy dữ liệu từ các cái nguồn khác nhau. Dữ liệu sau khi được lấy từ các cái nguồn thì sẽ được có thể là đưa vào các cái file flat file trung gian, cái text trung gian chẳng hạn, và sau đấy là đưa vào trong cái khối data staging để xử lý cái dữ liệu trung gian ở đó. Cái data staging cũng có thể là dưới dạng chúng ta tạo một cái cơ sở dữ liệu trung gian để chúng ta xử lý các cái thông tin và chúng ta trước khi chúng ta có được cái thông tin cần thiết đưa vào trong cái kho dữ liệu, cũng có thể là chúng ta lưu dưới dạng là các cái file text thông thường. Thì tùy vào cái hệ thống kho dữ liệu thì người ta có thể lựa chọn các cái cách thức khác nhau để thực hiện từng cái khối chức năng một. Thì đây là ví dụ về các cái hàm hay là các cái thủ tục, các cái dịch vụ mà chúng ta cần phải cung cấp, chúng ta cần phải quan tâm trong cái khối data acquisition. Ví dụ cái truy xuất dữ liệu thì người ta sẽ chia làm tiếp làm ba phần chính là data extraction, transformation. Thế thì đây chúng ta có cái phần data extraction, đây là sẽ cần phải select, chúng ta cần phải có các cái hàm, các cái thủ tục để lấy dữ liệu từ các cái nguồn khác nhau, xác định xem là với mỗi một cái dữ liệu nguồn thì chúng ta sẽ cần lấy các cái thông tin nào. Chúng ta có lấy hết tất cả các cái thuộc tính, lấy hết tất cả các cái bảng trong cơ sở dữ liệu nguồn đấy không, hay là với mỗi bảng thì có lấy hết các cái thuộc tính hay không, hay chỉ lấy một số thuộc tính. Và cũng cần phải xác định xem là với mỗi bảng đấy thì chúng ta có lấy hết tất cả các cái dòng trong cái bảng đấy hay không, hay là chúng ta chỉ lựa chọn ra một số các cái dòng mà thỏa mãn một cái yêu cầu nào đấy mà chúng ta quan tâm chẳng hạn. Thì đấy là cái việc chúng ta cần phải thực hiện khi mà chúng ta select dữ liệu từ các cái nguồn. Và sau đấy là chúng ta sẽ cần phải có các cái file trung gian để chúng ta lưu trữ cái dữ liệu mà chúng ta đã select được từ các cái nguồn khác nhau. Và chúng ta có thể là sẽ cần phải định dạng lại cái dữ liệu mà chúng ta lấy được từ các cái nguồn, hay là chúng ta định dạng lại cái dữ liệu lấy từ các cái file hay là các cái bảng tính khác nhau chẳng hạn, nó có các cái định dạng khác nhau. Thì chúng ta có thể là phải định dạng lại để chúng ta lấy được cái dữ liệu đúng cái định dạng mà chúng ta mong muốn để đưa vào cái kho dữ liệu sau này. Cái bước vào tiếp theo là data transformation. Sau khi mà chúng ta có cái dữ liệu từ nguồn,
các cái nguồn khác nhau đấy rồi, thì chúng ta cần phải thực hiện các cái thao tác, ví dụ như làm sạch dữ liệu. Cái thao tác là chúng ta có thể phải loại các cái dữ liệu trùng ở các cái hệ thống khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có hai hệ thống là hệ thống A và hệ thống B đều có thông tin của khách hàng, và chúng ta phải đưa cái thông tin về khách hàng đó, những về khách hàng đó vào trong một cái danh sách chung trong cái kho dữ liệu của chúng ta chẳng hạn. Thế thì lúc đấy là chúng ta sẽ cần hợp hai cái danh sách khách hàng ở hai cái nguồn A và nguồn B với nhau. Và khi mà hợp như vậy thì có thể là có những trường hợp là một khách hàng vừa xuất hiện trong cái hệ thống A lại vừa xuất hiện trong cái hệ thống B. Thế thì chúng ta sẽ cần phải loại cái dữ liệu trùng, phải so sánh xem là các hệ thống khác nhau là có những cái dữ liệu trùng nhau hay không. Nếu có thì chúng ta có thể sẽ phải loại các cái dữ liệu trùng này đi. Hay là chúng ta cũng có thể là gặp một cái trường hợp là cái cùng là cái dữ cùng là một cái dữ liệu thông tin đấy, nhưng mà ở các cái hệ thống khác nhau thì người ta sử dụng các cái loại dữ liệu khác nhau. Ví dụ như là tên của sản phẩm, tên của sản phẩm trong cái hệ thống A người ta sử dụng là N330, thì trong cái hệ thống B người ta sử dụng là VACHA50 chẳng hạn, cùng là biểu diễn về tên sản phẩm. Thế thì trong cái kho dữ liệu của chúng ta, vì chúng ta phải lấy dữ liệu nguồn từ cả hai cái nguồn A và B, thế thì cái kiểu dữ liệu mà chúng ta xác định cho cái dữ liệu, cái thuộc tính là tên sản phẩm trong cái kho dữ liệu của chúng ta phải là một cái kiểu dữ liệu mà nó có thể lấy được dữ liệu từ hệ thống A mà cũng có thể lấy được dữ liệu từ hệ thống B. Ví dụ ở đây hệ thống A là N330, hệ thống B là VACHA50, thì chúng ta có thể lựa chọn cái kiểu dữ liệu cho cái tên thuộc tính ở trong cái kho dữ liệu của chúng ta là N350, thì nó sẽ lấy được dữ liệu của cả hai cái hệ thống ban đầu. Thế đương nhiên là để lấy được thì chúng ta sẽ cần phải chuyển kiểu dữ liệu tương ứng thì chúng ta mới có thể đưa được dữ liệu từ nguồn vào trong cái kho dữ liệu của chúng ta. Hay là cái bước này chúng ta cũng cần phải xác là có các cái hàm để có thể tính toán được các cái thuộc tính mà chúng ta chưa có trong cái cơ sở dữ liệu gốc. Ví dụ như là trong cái cơ sở dữ liệu gốc các em có số lượng sản phẩm trong một hóa đơn, các em có đơn giá nhưng mà các em chưa có thành tiền chẳng hạn, thì lúc đấy là chúng ta sẽ cần phải tính những thành tiền để chúng ta có cái thông tin đấy chúng ta đưa vào trong cái kho dữ liệu của chúng ta. Hay là chúng ta có thể là sẽ phải xử lý các cái vấn đề về cái missing value. Ở đây là những cái dữ liệu mà chúng ta không có chẳng hạn, thì thông tin nó sẽ xử lý như thế nào nếu như là cái yêu cầu cái dữ liệu đấy là nó cần trong cái kho dữ liệu của chúng ta. Hay là chúng ta có thể là có những cái dữ liệu ở hai cái hệ thống khác nhau cùng là về sản phẩm, trong cái hệ thống A lưu 4 thông tin, 4 cái thuộc tính của sản phẩm, trong hệ thống B thì lưu 5 cái thuộc tính của sản phẩm. Thế thì khi mà chúng ta đưa vào trong cái kho dữ liệu của chúng ta thì chúng ta đưa 4 hay là đưa 5, và nếu đưa 5 thì cái dữ liệu mà chúng ta không có trong cái hệ thống A đấy chúng ta phải xử lý như thế nào, nó để một cái giá trị mặc định nào đấy hay là chúng ta để chống chẳng hạn. Thì tùy vào cái hệ thống dữ liệu đầu vào chúng ta sẽ cần có các cái hàm, các cái chức năng khác nhau để chúng ta có thể thực hiện được, lấy được, tính toán được các cái dữ liệu cần thiết. Và rõ ràng là như vậy, các em thấy là với tùy vào cái dữ liệu đầu vào hay là tùy vào cái yêu cầu trong cái kho dữ liệu thì chúng ta sẽ cần phải có các cái hàm, cái cách xử lý khác nhau, các cái xử lý của dữ liệu khác nhau. Thế như vậy là nó sẽ không có một cái nào là chung cho tất cả các cái kho dữ liệu được. Mỗi một cái kho dữ liệu thì chúng ta sẽ phải có các cái hàm riêng, có các cái thao tác xử lý riêng tương ứng với cái dữ liệu ở trong cái kho dữ liệu mà chúng ta có. Và chúng ta có cái khối là data staging. Staging là cái nơi mà chúng ta lưu dữ liệu dưới dạng là các cái dữ liệu trung gian khi chúng ta đưa vào trong cái kho dữ liệu của chúng ta.
Và ở đây chúng ta sẽ cần, có thể là chúng ta sẽ cần phải xử lý các cái thông tin, có thể là chúng ta sẽ cần phải xử lý các cái vấn đề là tạo báo tạo khóa chính, liên kết khóa ngoại giữa các cái bảng, thì chúng ta có thể là phải tạo một cái cơ sở dữ liệu trung gian để lưu các cái thông tin mà chúng ta xử lý được ở trong cái bước trước, hay là chúng ta có thể là lưu dưới dạng là các cái file, các cái file chẳng hạn. Thế thì chúng ta sẽ sau đấy thì chúng ta sẽ cần phải đưa cái dữ liệu này vào kho dữ liệu. Thế thì nó sẽ phải có các cái hàm để cho người dùng có thể load được cái dữ liệu từ cái khu vực xử lý trung gian này của chúng ta, trong cái khu vực data shaping này của chúng ta như thế nào. Hay là có thể chúng ta sẽ cần phải khi mà lấy được dữ liệu từ các cái nguồn khác nhau thì có thể chúng ta sẽ cần phải sắp xếp cái dữ liệu theo một cái thứ tự nào đấy, hay là chúng ta có thể hợp các cái file khác nhau vào chung trong một file chẳng hạn, thì chúng ta sẽ xử lý ở phần này. Còn data storage, storage là nơi chúng ta lưu trữ dữ liệu, nó là cái kho dữ liệu của chúng ta nhé. Thế thì cái kho dữ liệu này chúng ta sẽ cần phải lấy dữ liệu từ cái nơi data saving, tức là cái nơi tiền xử lý dữ liệu trung gian. Chúng ta sẽ cần thực hiện các cái thao tác, ví dụ như là load dữ liệu từ nguồn này. Load thì có lần load dữ liệu đầu tiên, hay là lần load định kỳ, hay là có những lần chúng ta thực hiện cái full refresh cho toàn bộ cái kho dữ liệu của chúng ta. Đây là một số các cái function mà chúng ta cần phải quan tâm khi mà trong cái khu vực này nhé. Information delivery cũng vậy, là cái nơi mà cho phép người dùng có thể phân tích cái dữ liệu từ kho dữ liệu của chúng ta, tạo báo cáo, hay là có thể là khai phá dữ liệu, sử dụng các cái công cụ khác nhau. Đây chúng ta sẽ có thể là người dùng sẽ phải viết các câu truy vấn, có thể là sẽ phải có thể là sẽ sử dụng các cái công cụ trung gian, có thể là chúng ta sẽ phải cung cấp cho người dùng các cái báo cáo theo một cái khuôn mẫu nào đấy có sẵn chẳng hạn, tùy vào cái yêu cầu của hệ thống. Đây là một số các cái hàm mà chúng ta có cần phải xây dựng, hay là một cái chức năng mà chúng ta cần phải xây dựng trong cái khối là Information Delivery. Đấy là chúng ta nói xong cái phần kiến trúc. Như các em thấy là kiến trúc thì chúng ta nói về mặt là giống như là cái mặt thiết kế, mặt ý tưởng, hay là các cái hàm, các cái công cụ, các cái thủ tục cho phép mà chúng ta thực hiện các cái chức năng khác nhau. Đấy là về mặt kiến trúc. Thế còn về mặt hạ tầng thì chúng ta hiểu hạ tầng ở đây là cái gì nó hỗ trợ, hạ tầng hỗ trợ cho kiến trúc, tức là chúng ta sẽ xây dựng kiến trúc sử dụng cái hạ tầng nào đấy. Hạ tầng ở đây có thể là hạ tầng phần cứng. Phần cứng như là các em có phần cứng mạng này, hệ điều hành này, các cái phần mềm mà chúng ta sẽ cần sử dụng liên quan đến cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng LAN hay mạng WAN. Có thể chúng ta sẽ cần phải mua các cái công cụ để chúng ta có thể thực hiện, có thể xây dựng được các cái kiến trúc mà chúng ta đã xác định từ trước. Và cái hạ tầng thì còn bao gồm hạ tầng về con người. Hạ tầng là sẽ là chúng ta có những cái người mà sau này sẽ sử dụng cái kho dữ liệu, những người sau này sẽ xây dựng cái kho dữ liệu, hay là những người mà sau này sẽ quản trị cái kho dữ liệu. Thì đó là người ta chia cái hạ tầng của kho dữ liệu ra thành hai cái loại chính là operational và physical. Operational tức là cái hạ tầng, tức là những hạ tầng liên quan đến cái hoạt động của kho dữ liệu, liên quan đến con người. Còn cái physical thì liên quan đến những cái hạ tầng vật lý như là phần cứng, hệ điều hành, đúng không? Đó là cái hạ tầng vật lý. Thì đấy là để chúng ta hiểu là cái hạ tầng là cái các cái công cụ
Thế là chúng ta để chúng ta xây dựng cái kiến trúc ở trên trên đó. Thế hạ tầng về operational thì nó chia ra là hạ tầng về con người, là liên quan đến là có thể là chúng ta sẽ phải có các cái hạ tầng về việc là chúng ta tổ chức các cái khóa training cho người dùng có thể sử dụng kho dữ liệu, hay là training cho cái người mà có sau này sẽ xây dựng cái kho dữ liệu để họ có thể xây dựng kho dữ liệu một cách đúng đắn, hay là chúng ta có thể có các cái phần mềm quản lý chẳng hạn. Cái phần đấy là liên quan đến cái operational infrastructure. Thế còn cái hạ tầng về mặt vật lý ở đây người ta cũng quan tâm đến là những cái liên quan đến là phần cứng, chúng ta cần phải chuẩn bị như thế nào để đáp ứng được cái yêu cầu của kho dữ liệu, hay là chúng ta có thể phải có hệ điều hành, là hệ sử dụng hệ điều hành nào, sử dụng cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào, hay là các cái phần mềm mạng như thế nào, cấu trúc của mạng như thế nào. Đấy là những cái liên quan đến hạ tầng vật lý. Những cái phân biệt là hạ tầng thì chia làm hai loại là operational và physical. Đấy là cái phần liên quan đến kiến trúc và hạ tầng, phân biệt của kiến trúc và hạ tầng của cái kho dữ liệu. Thì ngoài ra thì đấy chúng ta có đề cập đến cái metadata. Metadata là cái siêu, nó nói là siêu dữ liệu ở đây là, hay nói cách khác là dữ liệu để mô tả dữ liệu. Cái cụ thể hơn về cái metadata thì các em có thể đọc ở trong cái bài 6 này. Ở đây là người ta có định nghĩa thế nào là cái metadata. Metadata thì chúng ta có thể hiểu là các cái dữ liệu bên trong cái kho dữ liệu, thì cái metadata là cái thành phần giúp cho người dùng, cho các cái người dùng ở bên trong cái kho dữ liệu của chúng ta, các cái đối tượng người con người khác nhau tham gia vào cái kho dữ liệu đấy có thể hiểu được về cái dữ liệu ở bên trong cái kho dữ liệu của chúng ta như thế nào. Ngay đây chúng ta có các cái định nghĩa khác nhau, cái từ khóa khác nhau về metadata. Đây là data about the data này, table content for the data, hay là catalog for the data. Nó có nhiều cái từ khóa để chúng ta định nghĩa cái metadata. Tự chung lại thì nó đều chúng ta đều hiểu là cái metadata là cái dữ liệu bổ sung thêm vào bên cạnh cái dữ liệu ở bên trong cái kho dữ liệu để mô tả cho chúng ta sẽ hiểu rõ được cái dữ liệu mà bên trong kho dữ liệu của chúng ta như thế nào. Mọi người có thể hiểu được cái có thể là hiểu về bản chất cái kho dữ liệu, có thể là hiểu được cái quy các một số các cái quy tắc ở bên trong cái kho dữ liệu đấy mà chúng ta cần phải quan tâm. Thì ví dụ là chúng ta có cái đây là ví dụ về cái metadata cho cái thực thể là khách hàng. Bây giờ giả sử trong cái kho dữ liệu của chúng ta có một cái bảng là bảng khách hàng nhé. Thế thì nếu mà chúng ta không có cái metadata thì người dùng sẽ hiểu là đấy là khách hàng, thì chúng ta hay chúng ta sẽ nghĩ là đấy là những người mà sẽ sử dụng cái dịch vụ của doanh nghiệp, có thể là người mua hàng chẳng hạn, khách hàng đến cửa hàng mua hàng và chúng ta xuất hóa đơn cho khách hàng thì đấy là khách hàng. Mỗi người có thể sẽ hiểu một cách khác nhau về cái thực thể khách hàng. Vì trong cái metadata ở đây, để tránh cái việc là người dùng sẽ không hiểu rõ cái thực thể khách hàng là gì, thì người ta sẽ đưa vào các cái thông tin cần thiết vào trong cái metadata mô tả về khách hàng. Ví dụ như ở đây là người ta định nghĩa là đầu tiên là cái tên đã, tên thức người ta gọi là đây là customer. Ngoài ra thì còn có các cái tên khác như là account và client, thì chúng ta sẽ hiểu là trong cái hệ thống của chúng ta, khi mà chúng ta đề cập đến customer
Có lúc mà chúng ta sử dụng các cái từ khóa khác nhau như là Client, Client thì đều là chỉ cái đối tượng khách hàng mà chúng ta sẽ quan tâm đến ở trong cái thực thể Customer ở đây. Và ở đây có định nghĩa là về khách hàng, thì ở đây sẽ định nghĩa cụ thể là một cá nhân hay là một tổ chức mà có đặt hàng hóa hay là dịch vụ của doanh nghiệp. Thì nghĩa là khách hàng ở đây chúng ta không chỉ quan tâm đến khách hàng cá nhân mà chúng ta còn có quan tâm đến khách hàng doanh nghiệp. Và khách hàng là những người mà có thể là mua hàng, cũng có thể là sử dụng các cái dịch vụ khác ở bên trong doanh nghiệp. Và ở đây người ta cũng có ghi chú là trong cái khách hàng này thì chúng ta sẽ quan tâm đến cả khách hàng hiện tại và khách hàng trong quá khứ. Nghĩa là có những khách hàng mà đã từ lâu không mua hàng nữa rồi, tuy nhiên là chúng ta vẫn có lưu thông tin trong cái bảng customer này. Và cái dữ liệu nguồn để chúng ta lấy cái thông tin cho khách hàng là lấy từ đâu, thì đây là chúng ta có lấy từ ba cái nguồn khác nhau, là lấy từ trong các cái hóa đơn mua các cái sản phẩm đã được hoàn thành này, lấy từ các cái hợp đồng bảo trì và từ các cái kênh bán hàng online, về kết quả bán hàng online. Như vậy khi mà người dùng phân tích cái kho dữ liệu của chúng ta thì họ biết là họ phân tích cái đối tượng khách hàng đấy là đối tượng khách hàng gì, lấy thực hiện những cái sử dụng những cái dịch vụ gì của doanh nghiệp, hay là cái người đấy là ai. Và bản thân cái người mà xây dựng cái kho dữ liệu, khi mà họ cần thực hiện cái thao tác là lấy dữ liệu từ nguồn chẳng hạn, thì họ sẽ cần biết là phải lấy dữ liệu từ các cái nguồn nào để đưa vào cái thông tin cho cái bảng khách hàng trong cái kho dữ liệu của người ta. Thì nếu mà chúng ta không có cái mô tả đấy thì người ta sẽ không rõ xem là họ sẽ cần phải lấy khách hàng đấy từ những nguồn nào. Có thể họ sẽ lấy thiếu, có thể họ sẽ lấy thừa mà không cần thiết. Thì những cái thông tin đấy sẽ cần được mô tả trong cái metadata liên quan đến cái thực thể khách hàng ở đây. Và ngoài ra thì chúng ta có những cái thông tin khác như là cái ngày tạo cái bảng khách hàng đấy là ngày nào, lần cuối cùng chúng ta update dữ liệu là ngày nào, hay là cái chu kỳ update là bao nhiêu một lần. Ở đây là chúng ta có cái chu kỳ update là hàng tuần. Thì các em nhớ là khi mà chúng ta lấy dữ liệu từ cái cơ sở dữ liệu personal sang cái kho dữ liệu của chúng ta thì cái chúng ta không chỉ lấy lần đầu tiên, ta không chỉ lấy một lần duy nhất, mà chúng ta sẽ cần phải thường xuyên định kỳ lấy dữ liệu mới từ các cái cơ sở dữ liệu personal sang cái kho dữ liệu. Vì rõ ràng là doanh nghiệp vẫn đang hoạt động thì hàng ngày sẽ vẫn có khách hàng mới, sẽ vẫn có những cái hóa đơn mới ở trong cái cơ sở dữ liệu personal. Thế nếu mà cái kho dữ liệu của chúng ta chỉ lấy dữ liệu một lần thì cái dữ liệu trong kho dữ liệu của chúng ta nó sẽ là dữ liệu cũ, chứ nó không phải là dữ liệu mới mà chúng ta có thể phân tích được cái thông tin mới. Thì chính vì vậy mà có cái chu kỳ thường xuyên là cập nhật cái dữ liệu từ các cái dữ liệu nguồn đưa vào cái kho dữ liệu. Và ở đây yêu cầu là hàng tuần. Hàng tuần thì như vậy cái người mà người ta xây dựng cái kho dữ liệu, xây dựng các cái hàm để thực hiện cái thao tác là lấy dữ liệu từ nguồn đưa vào cái kho dữ liệu của chúng ta, họ cần phải thực hiện đặt lịch là hàng tuần thực hiện cái việc lấy cái dữ liệu từ nguồn đưa vào cái kho dữ liệu để chúng ta thường xuyên lấy được cái thông tin mới ở trong cái vào cái kho dữ liệu của chúng ta. Và ngoài ra thì nó không chỉ có ích đối với cái người sẽ xây dựng cái kho dữ liệu mà nó còn có ích với cái người mà sẽ phân tích cái kho dữ liệu của chúng ta. Ví dụ như là cái người đấy là phân tích vào ngày 25 tháng 1 năm 2001 chẳng hạn, người đấy phân tích cái kho dữ liệu của chúng ta. Và họ phân tích như vậy thì họ nhìn vào cái update cycle và cái last update ở đây, thì họ hiểu là cái dữ liệu mà họ đang phân tích liên quan đến cái thực thể khách hàng này nó chỉ là dữ liệu mới nhất đến ngày 21 tháng 1 năm 2001 mà thôi.
và cái chu kỳ update của nó là 2 tuần, thì họ có thể nếu mà họ muốn có dữ liệu mới hơn chẳng hạn thì họ sẽ sau một tuần sau cái ngày 21 tháng 1 2001 họ quay lại họ phân tích thì họ sẽ có cái dữ liệu mới hơn. Rồi nó ra thấy là cái thông tin về metadata này nó không chỉ có ích đối với cái người sẽ xây dựng cái kho dữ liệu mà nó còn có ích đối với cái người sẽ sử dụng cái kho dữ liệu để phân tích. Hay đây chúng ta cũng có một số các cái chu kỳ khác, đây là full refresh, tức là cái chu kỳ mà chúng ta thực hiện refresh lại cái kho dữ liệu của chúng ta là người ta thực hiện 6 tháng một lần, và cái lần cuối cùng họ thực hiện ở đây là ngày 29 tháng 12 năm 2000. Ngoài ra còn có một số các cái thông tin ở phía dưới nhé. Đấy là cái ví dụ về cái metadata. Chúng ta không chỉ là mô tả về định nghĩa cái dữ liệu đấy là gì, mà chúng ta còn cần phải mô tả chi tiết các cái thông tin để cho tránh cái việc là hiểu không rõ và xây dựng không đúng cái kho dữ liệu, hay là hiểu không rõ và sử dụng sai cái kho dữ liệu để phân tích. Thì cái tác dụng của cái metadata đối với cái kho dữ liệu đầu tiên là cho phép người dùng có thể sử dụng cái kho dữ liệu. Ban nãy chúng ta có phân tích một số các cái thông tin, thì người dùng khi mà họ nếu mà họ chỉ có cái bảng customer, chỉ có các cái thông tin về các cái bảng trong cơ sở dữ liệu và họ phân tích từ cái cơ sở dữ liệu đấy ra, thế thì họ sẽ không hiểu rõ cái cơ sở dữ liệu của chúng ta, thì có thể sẽ dẫn đến cái việc là họ phân tích các cái thông tin nó không đúng, hay là họ sẽ viết các cái câu truy vấn không đúng, dẫn đến cái việc là cái kết quả thu được, kết quả phân tích mà thu được của họ là nó không đúng, và ảnh hưởng đến cái quyết định của họ dựa trên các cái kết quả phân tích trả về bởi cái kho dữ liệu. Thế cho nên là để người dùng mới có thể có thể chạy các cái câu truy vấn, hay là có thể sử dụng được đúng cái kho dữ liệu của chúng ta để phân tích các cái thông tin mà họ mong muốn, thì họ cần phải có metadata, hay là để họ hiểu được đúng xem là cái số liệu mà cái kho dữ liệu trả về cho người dùng là gì, thì họ cũng cần phải có metadata thì họ mới có thể hiểu được đúng. Ví dụ như là trong trong cái kho dữ liệu của chúng ta có các cái measure khác nhau, có thể là có 10 cái measure chẳng hạn, thế thì mỗi cái measure nó là gì, thì chúng ta sẽ cần phải mô tả trong cái metadata để cho người dùng trong quá trình phân tích họ biết được xem là họ sẽ phân tích cái gì và cái mà họ phân tích là gì, và họ sẽ cần phải phân tích như thế nào, lựa chọn đúng cái measure mà họ mong muốn. Tại vì là cái kho dữ liệu của chúng ta là xây dựng cho cái người dùng khác nhau, mỗi người thì có thể là có yêu cầu phân tích liên quan đến các cái dimension hay là các cái measure khác nhau. Thế thì chính vì vậy cho nên là một một người dùng nào đấy khi mà sử dụng cái kho dữ liệu thì họ có thể không hiểu hết tất cả các cái measure mà chúng ta cung cấp ở trong cái kho dữ liệu đấy. Họ sẽ cần phải có metadata để mô tả các cái số liệu đó, và để họ lựa chọn được đúng các cái metadata cần thiết, các cái dữ liệu cần thiết khi mà họ đưa vào trong cái quá trình phân tích cái kho dữ liệu của chúng ta. Thì đấy là tác dụng đầu tiên của metadata. Tác dụng thứ hai là cái metadata nó có tác dụng cho cái đối tượng người dùng sau này sẽ sử dụng cái sẽ thực hiện cái việc là xây dựng cái kho dữ liệu. Thì đương nhiên là để người ta có thể xây dựng được đúng cái kho dữ liệu theo cái mong muốn của người dùng thì cái metadata là rất là quan trọng để người ta có thể hiểu được đúng cái kho dữ liệu mà họ cần xây dựng là gì. Ví dụ như là cái metadata nó sẽ mô tả cho chúng ta là cái kiến trúc của cái kho dữ liệu đấy là nó có ba cái 10 cái bảng khác nhau chẳng hạn, thì mỗi bảng sẽ cần lấy thông tin dữ liệu nguồn từ đâu, hay là chúng ta cần phải xử lý
tính toán các cái công thức như thế nào với từng cái measure, hay là chúng ta cần phải tổng hợp các cái dữ liệu ở các cái mức chi tiết như thế nào, thì chúng ta cần phải mô tả trong cái metadata để người dùng, cái người mà xây dựng cái kho dữ liệu ấy, thì có thể tính toán đúng, lấy được dữ liệu đúng từ các cái nguồn mà đúng là người dùng yêu cầu để đưa vào trong cái kho dữ liệu. Và cuối cùng là cái metadata cũng cần thiết hỗ trợ cho người dùng trong cái quá trình là quản trị cái kho dữ liệu. Ví dụ như là chúng ta sẽ cần phải xem là bao nhiêu lâu thì chúng ta cần đưa cái dữ liệu từ cái dữ liệu gốc vào cái kho dữ liệu của chúng ta một lần chẳng hạn, thì họ phải dựa vào cái metadata để họ biết được cái lịch cần phải update cái kho dữ liệu, hay lịch cần phải backup cái kho dữ liệu của chúng ta, refresh cái kho dữ liệu của chúng ta là như thế nào, hay là họ có cần phải thêm các cái dữ liệu từ các cái nguồn bên ngoài như thế nào, thêm các cái khi mà họ cần phải thêm các cái dimension hay là các cái measure vào kho dữ liệu, họ cần phải thực hiện như thế nào. Thế như vậy là với cái ba cái mục đích sử dụng cái của cái kho của cái metadata thì sẽ có ba cái nhóm người dùng khác nhau mà sẽ sử dụng cái kho cái metadata của chúng ta. Đầu tiên là nhóm IT. IT là cái người sẽ tham gia xây dựng cái kho dữ liệu. Thế thì họ sẽ cần cái metadata liên quan đến cái cấu trúc của dữ liệu nguồn, liên quan đến các cái dữ liệu nguồn, xem là có các cái bảng, các cái cột, loại thuộc tính của từng cột, hay là cái dữ liệu nguồn được xây dựng ở trên cái platform nào. Vậy thì chúng ta phải có các cái cấu trúc dữ liệu của cái kho dữ liệu để người ta có thể xây dựng được cái kho dữ liệu, cũng như là khi mà họ cần thực hiện các cái thao tác lấy dữ liệu từ nguồn thì cần phải xử lý như thế nào, lấy từ các cái mapping, các cái họ cần phải map các cái thuộc tính nào của dữ liệu nguồn với thuộc tính nào của cái kho dữ liệu của chúng ta, hay là các cái thao tác mà họ cần phải sử dụng trong cái quá trình mà họ tính toán các cái công thức là gì. Ví dụ như là khi mà chúng ta đưa vào cái kho dữ liệu, chúng ta có cái measure là lợi nhuận chẳng hạn, thế thì họ sẽ cần cái mô tả về cái lợi nhuận cũng như là cách tính cái lợi nhuận đấy như thế nào để họ có thể tính được đúng cái thông số và đưa vào cái kho dữ liệu. Thế này. Cái đối tượng người dùng thứ hai là những cái người mà sau này sẽ sử dụng cái kho, là những người quản trị. Những người quản trị này thì họ sẽ sử dụng cái họ sẽ cần phải cái thông tin, cái metadata liên quan đến dữ liệu, liên quan đến các cái liên quan đến dữ liệu, liên quan đến các cái hàm, các cái thủ tục mà họ có cần phải thực hiện, hay là liên quan đến cái việc là lịch họ cần update cái dữ liệu là bao lâu một lần. Hay là chúng ta cũng có cái người dùng cuối là cái người mà sẽ sử dụng cái kho dữ liệu của chúng ta, thì họ cần cái metadata để cho họ có thể hiểu được cái dữ liệu mà họ đang phân tích là gì. Họ cần metadata liên quan đến định nghĩa của các cái measure, hay là định nghĩa của các cái dữ liệu nguồn như thế nào, định nghĩa của các cái bảng trong cái kho dữ liệu của chúng ta là như thế nào, hay là các cái câu truy vấn, các cái định dạng báo cáo mà họ có thể thực hiện là gì. Và như vậy là cái metadata nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cái thành phần chức năng khác ở bên trong cái kho dữ liệu của chúng ta. Tất cả các cái thành phần đều cần phải có metadata để làm cho mọi người tham gia vào cái dự án kho dữ liệu này họ có thể hiểu rõ và sử dụng đúng, cũng như là xây dựng đúng cái kho dữ liệu đáp ứng được cái yêu cầu người dùng. Ở đây là chúng ta có một số các cái metadata mà cần thiết cho cái nhóm người dùng khác nhau nhé.
Ví dụ như là với cái end user là cái người mà sẽ sử dụng cái kho dữ liệu của chúng ta để phân tích dữ liệu, thì họ sẽ cần các cái metadata liên quan đến nội dung của cái kho dữ liệu, liên quan đến các cái mô tả cho họ rõ các cái dimension trong cái kho dữ liệu của chúng ta là gì, và có mô tả các cái metric hay là các cái phép mà chúng ta sử dụng trong cái kho dữ liệu là gì, hay là dữ liệu nguồn, họ cũng cần phải biết là dữ liệu nguồn lấy từ đâu để họ biết là cái mà họ đang phân tích là cái gì, là cái dữ liệu và kinh doanh của các cái hệ thống nào. Rồi thì họ cũng cần phải biết là dữ liệu đấy là được update lần cuối cùng là khi nào, để họ có thể biết là cái mà dữ liệu họ phân tích là có mới, có phải là dữ liệu mới nhất hay không, hay là nó là dữ liệu mới nhất đến ngày nào, để họ nắm được bản chất cái thông tin mà họ đang phân tích được là gì. Thế còn metadata đối với bên IT là chúng ta có cấu trúc của dữ liệu nguồn, chúng ta có các cái platform của các cái nguồn dữ liệu để cái bên IT họ có thể biết được hoặc có thể hiểu được cái dữ liệu nguồn, cũng như là hiểu được cái cách thức họ có thể sử dụng để extract dữ liệu từ các cái nguồn khác nhau, hay là họ có cần phải lấy dữ liệu từ các nguồn bên ngoài hay không, các cái quy tắc mà họ cần phải tuân theo, hay là các quy tắc mà họ cần phải thực hiện trong quá trình họ thực hiện các cái data transformation hay là data cleansing, thực hiện tiền xử lý dữ liệu, họ phải tuân theo các cái quy tắc nào hay là sử dụng các cái công thức nào để tính được các cái measure mà họ mong muốn đưa vào cái kho dữ liệu sau này. Và họ cũng có cần phải biết cái về các cái định dạng truy vấn hay là báo cáo mà cái người dùng cuối như là cần phải sử dụng để khi mà họ thực hiện cái kho dữ liệu, họ có thể xây dựng được cái kho dữ liệu đáp ứng được các cái yêu cầu của người dùng cuối. Với mỗi một cái bước ở trong cái hệ thống của chúng ta thì chúng ta sẽ cần có các cái metadata tương ứng. Ví dụ như là khi mà chúng ta định nghĩa cái cấu trúc dữ liệu nguồn chẳng hạn, thì chúng ta sẽ xác định ra, chúng ta sẽ đưa ra cái metadata liên quan đến cái nền tảng của cái hệ thống nguồn, liên quan đến cấu trúc dữ liệu nguồn là gì. Hay là trong cái phần data extraction, chúng ta sẽ có các cái metadata về các cái kỹ thuật extract dữ liệu mà chúng ta cần phải sử dụng, hay là các cái file hay là cấu trúc của cái dữ liệu sau khi mà extract đấy là cần phải đảm bảo các cái yêu cầu như thế nào. Thì đây các em thấy là trong một cái dự án kho dữ liệu nó có nhiều cái bước khác nhau, nhiều cái bước khác nhau, thì các cái bước trước và bước sau có thể là sẽ cần, cái bước sau có thể cần phải sử dụng cái đầu ra của cái bước trước để thực hiện các cái bước tiếp theo. Thế thì nếu mà không có quy định chuẩn về cái yêu cầu đầu ra đầu vào của từng bước chẳng hạn, thì nếu mà trong một cái dự án kho dữ liệu có nhiều người cùng tham gia vào cái dự án đấy, một cái nhóm là làm cái phần data extraction chẳng hạn, một cái nhóm khác lại làm cái phần là formatting bước này chẳng hạn, thế nếu mà hai cái nhóm này, cái nhóm sau là cần phải sử dụng đầu ra ra của nhóm trước để thực hiện, nếu mà hai cái nhóm này mà không chuẩn hóa, không có quy định trước về cái quy định dữ liệu đầu ra đầu vào của từng phần, thì có thể là sau này cái kết quả công việc của cái nhóm đầu tiên sẽ không được, không thể sử dụng được bởi cái nhóm thứ hai, vì là chúng ta không tuân theo cái quy định chung khi mà chúng ta thực hiện cái công việc của mình. Thì chính vì vậy mà cái metadata là quan trọng, ở cái chỗ là nó sẽ đưa ra các cái quy định chung như vậy để cho các cái nhóm mà bên trong cái kho dữ liệu này sẽ cần phải tuân theo khi họ thực hiện các cái chức năng khác nhau ở bên trong cái việc xây dựng cái hệ thống kho dữ liệu. Nên lúc đấy là các cái phần công việc khác nhau có thể tích hợp lại với nhau thành một cái tổng thể duy nhất, hoạt động nhuần nhuyễn. Chứ còn nếu mà mọi người, mỗi người làm theo một cái cách khác nhau thì sẽ dẫn đến là cái kho dữ liệu của chúng ta nó sẽ không, cái dự án này nó không thể thành công được. Đây
đây là cái ví dụ điển hình về cái sự cần thiết của kho dữ liệu nhé. Đây là chúng ta có là người dùng, một người dùng này muốn một cái câu thực hiện một cái câu truy vấn để có thể thu được các cái thông tin về kết quả bán hàng liên quan đến ba sản phẩm trong 7 ngày đầu tiên của tháng 4 vào khu vực miền Nam. Ví dụ như là họ có một cái công cụ hay là một cái app đã được xây dựng sẵn nhé. Xong đấy là cho phép họ điền các cái thông tin vào các cái ô tương ứng và thu được cái kết quả tương ứng. Thế đây họ điền cái thông tin là ba tên của ba sản phẩm này. Khu vực ở đây họ điền là khu vực miền Nam. Và cái thời gian ở đây là họ điền là 04 01 2000 cho đến là 04/07/2000. Vì đấy là đối với họ là từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2000 cho đến ngày mùng 7 tháng 4 năm 2000, họ điền cái thông tin đấy vào và hệ thống thực hiện tính toán phân tích và trả về cho họ cái bảng kết quả thông báo. Ở đây là cái ba sản phẩm có số lượng bán cũng như là thành tiền lần lượt là bao nhiêu. Và người dùng nhận được cái báo cáo đấy thì họ sẽ họ tin là cái đấy là cái báo cáo mà họ mong muốn, tức là cái số lượng kết quả của ba cái sản phẩm đấy ở khu vực miền Nam và vào 7 ngày đầu tiên của tháng 4. Thì tuy nhiên là liệu là cái số liệu đấy có đúng là cái số liệu mà họ mong muốn hay không? Ví dụ như là nếu cái ứng dụng đấy yêu cầu nhập cái định dạng ngày tháng là ngày xong đến tháng xong đến năm chẳng hạn. Trong khi người dùng lại nhà đăng nhập ở đây là tháng xong đến ngày xong năm. Thế thì nếu mà cái hệ thống mà yêu cầu nhập như vậy thì người dùng nhập vào như thế này, hệ thống sẽ hiểu đây là ngày 4 tháng 1 năm 2000 cho đến ngày 4 tháng 7 năm 2000, và cái kết quả kinh doanh mà họ trả về, cái hệ thống đấy trả về là cái số liệu kinh doanh của cái khoảng thời gian mà họ mà từ mùng 4 tháng 1 năm 2000 cho đến mùng 4 tháng 7 năm 2000. Hệ thống này đây, hệ thống không sai, hệ thống vẫn tính được đúng cái sale unit và cái amount theo đúng cái câu truy vấn của người dùng. Thế tuy nhiên là vì người dùng không hiểu rõ về các cái quy tắc mà cần phải nhập các cái dữ liệu đầu vào khi mà họ cần thực hiện các cái câu truy vấn, cho nên họ nhập không đúng với cái yêu cầu mà hệ thống mong muốn, dẫn đến là cái kết quả mà họ thu được nó không đúng với cái mà họ mong muốn. Thế thì chính vì vậy mà cái việc mà xảy ra cái vấn đề như vậy là do chúng ta không có cái metadata mô tả cho người dùng biết cái định dạng dữ liệu mà họ cần nhập vào khi mà họ thực hiện các cái công ty vẫn là gì. Chứ còn bản thân cái chương trình thì không sai, chương trình tính đúng, chỉ có điều là thiếu cái metadata để mô tả cho người dùng hiểu xem là họ phải sử dụng cái kho dữ liệu của người ta như thế nào, sử dụng các cái câu truy vấn như thế nào. Thì chính vì vậy mà cái metadata nó rất là quan trọng trong một cái hệ thống kho dữ liệu, cho phép là các cái đối tượng người dùng khác nhau có thể thực hiện các cái thực hiện đúng các cái công việc của họ. Thì đây là một số các cái ví dụ về các cái metadata yêu cầu đối với từng cái khu vực chức năng đó. Ví dụ như đây chúng ta có là data acquisition thì cần có cái metadata mô tả các cái platform của dữ liệu nguồn như thế nào, cái mô hình dữ liệu của hệ thống nguồn như thế nào, hay là các cái phương thức, các cái quy tắc mà chúng ta cần phải thực hiện khi chúng ta thực hiện các cái transformation hay là cleansing cái dữ liệu, làm sạch dữ liệu. Đây là các cái tương tự là chúng ta có các cái loại metadata chúng ta cần trong cái data story hay là information delivery nhé. Cái metadata thì được chia làm hai loại, là cái business metadata. Business metadata là cái metadata cho người dùng cuối, tức là cái người sẽ sử dụng cái kho dữ liệu của chúng ta để phân tích, tạo báo cáo. Thì cái business metadata này thì nó sẽ cần phải viết dưới cái dạng là ngôn ngữ dễ hiểu đối với cái người dùng cuối. Chúng ta sẽ không cần được viết sử dụng các cái thuật ngữ liên quan đến IT mà
khó hiểu với họ. Chúng ta phải sử dụng các cái ngôn ngữ mà chúng ta dùng hồi để có thể hiểu được. Hay là chúng ta sẽ không được sử dụng các cái ví dụ là các cái thuộc tính viết tắt chẳng hạn. Ví dụ chúng ta biết là CLCPRSLE này thì người dùng cuối người ta sẽ không hiểu được, hoặc là có thể họ đoán được nhưng mà chưa chắc là đoán đúng cái thuộc tính này có ý nghĩa là gì. Chúng ta sẽ cần phải viết rõ đầy đủ dưới dạng là ngôn ngữ tự mình để cho người dùng cuối có thể hiểu được cái kho dữ liệu của chúng ta nhé. Đấy là cái metadata cho người dùng cuối, là cái business metadata. Thế ngoài ra thì chúng ta còn có là cái technical metadata, là cái metadata cho bên IT để IT có thể xây dựng được đúng cái kho dữ liệu của chúng ta. Thế thì đây nó sẽ thiên về mặt kỹ thuật hơn, có thể sử dụng các cái từ khóa chuyên ngành của IT, sử dụng các cái đây là các cái thuật ngữ mà chúng ta vẫn sử dụng ở bên trong cái ngành IT mà mọi người nói là mọi người có thể hiểu được. Thì chúng ta sẽ tất cả những cái metadata như vậy nó là technical metadata. Vậy cái kho cái metadata chúng ta sẽ nhớ là phân làm hai loại là business và biết là sau dùng cuối và tính cờ cho cái này chúng ta sử dụng ở các cái metadata đa dữ mà có thể khác nhau để cho các cái bên đối tượng người dùng khác nhau là người ta hiểu rõ được cái công việc của mình. Đấy là cái thông tin chung về metadata nhé. Để nắm được cái định nghĩa phân biệt về các cái phần này. Cô để đây nhé. Lê Đức Long Vũ. Không có. Có. Đỗ Đức Triệu. Chưa có. Nguyễn Huy Bác. Nguyễn Danh Linh. Có. La Ngọc Tín. Có. Vũ Nam Hải. Có. Vũ Trần Minh. Minh có. Trần Gia Việt Anh. Có. Trương Quang Phước. Phước có. Phan Tất Duy. Có. Trang Công Phú. Em có. Nguyễn Văn Hiếu. Phạm Quang Minh. Có. Lê Việt Hoàng. Có. Đặng Đình Sáng. Có. Nguyễn Thị Ngọc Hà. Có ạ. Dương Thành Long. Lê Sơn Hải. Nguyễn Thị Hoàng Yến. Nguyễn Anh Tuấn. Có. Trần Anh Hoàng. Nguyễn Thanh Toại. Nguyễn Ngọc Nhi. Toại có. Trần Tiến Anh. Có. Nguyễn Ngọc Anh. Có. Điểm danh lại nhé. Nguyễn Huy Bách. Bách có. Nguyễn Văn Hiếu. Dương Thành Long. Lê Xuân Hải. Nguyễn Thị Hoàng Yến. Trần Anh Hoàng. Chúng ta nghỉ nhé. Chào các em. Chào cô ạ. Chào cô ạ.